Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Ford Ranger nó có phiên bản XLS, XLT. Và phiên bản này là cái phiên bản Y-Tech quý bạn nhé, phiên bản Y-Tech 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đăng ký biển Hà Nội, biển số thì rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh 8 vạn km thôi. Chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn rửa đâu. Tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn ạ. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 2015 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 3.2 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 8.500.000 km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Wildtrak 3.2 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.